Ngày 2 tháng 12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Hoàng Phong, 23 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ để điều tra về hành vi cướp tài sản. Thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 25 phút ngày 30 tháng 11, người phụ nữ, 29 tuổi, ngụ ở quận Ngũ Hành Sơn, vừa đi làm về đến nhà trọ trên đường An Thượng 7 thì có một đối tượng mặc đồ đen, đeo khẩu trang xông vào dùng dao khống chế đưa nạn nhân đi ra lối thoát hiểm phía sau dãy trọ và cướp số tiền 3 triệu đồng trong túi nạn nhân. Sau đó, đối tượng này yêu cầu mở mật khẩu điện thoại và tài khoản ngân hàng rồi chuyển toàn bộ số tiền 4,7 triệu đồng vào tài khoản của hắn. Táo tợn hơn, đối tượng còn yêu cầu nạn nhân cởi hết quần áo để chụp ảnh rồi buộc nạn nhân nằm xuống và sàm sỡ, định thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Mặc dù bị tấn công vào thời điểm giữa khuya, không có người hỗ trợ nhưng nạn nhân đã lợi dụng lúc đối tượng sơ hở để chống trả. Trong lúc giằng co, nạn nhân bị thương ở chân và một số vết trầy xước trên người. Sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung xác minh, truy xét đối tượng. Chiều ngày 1 tháng 12, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Hữu Hoàng Phong tại một nhà trọ quận Hải Châu. Qua làm việc, bước đầu đối tượng thừa nhận đã thực hiện vụ cướp táo tợn trên.